đi ăn trộm quên không xem ngay, tên trộm bị chó cắn tụt cả quần. Đang lò dò đột nhập vào nhà dân hành nghề thì tên trộm bất ngờ bắt gặp phải hai chú chó. Thoạt đầu nhìn tưởng hai chú chó đáng yêu này giống hoa hậu thân thiện, gặp ai cũng mừng. Thế nhưng chỉ vài giây sau, có lẽ do đánh hơi được đây là đối tượng không tốt, hai cảnh sát gia đình đã bẻ lái trở nên vô cùng hung dữ. Thậm chí một chú chó cắn chặt vào quần của tên trộm, khi bị nhấc bổng lên rồi vẫn nhất định không nhả. Và điều gì đến thì cũng đến, khi tên trộm càng cố gắng vùng vẫy bỏ chạy thì hai chú chó lại càng trở nên hung dữ, đến nỗi cắn tụt cả quần tên trộm. Quả là đi ăn trộm bị chó cắn mất quần là có thật. Ngay sau khi đăng tải đoạn clip đã thu hút dư luận vì màn đi ăn cắp công kênh của tên trộm này, nhiều người dí dỏm bình luận, có lẽ hôm nay đi hành nghề mà tên trộm quên mất xem ngày. Đúng là có hai chú chó thật đáng đồng tiền bát gạo. Gia chủ nhớ thưởng lớn cho hai em nhé. Nếu như không có hai chú chó thì không biết gia chủ sẽ bị tên trộm đột nhập vào nhà khoáng đi mất những gì. Trộm cắp đã và đang ngày càng hoành hành, một trong những tình huống thường được kẻ gian đột nhập bằng cách vượt rào. Vì vậy, khuyên cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng chống kẻ gian đột nhập bằng cách này. Xây tường rào kiên cố, có vật cản, sử dụng hàng rào điện, hàng rào bằng thép gai hoặc lắp đặt các thiết bị chống trộm hàng rào laser.